sau khi mà mấy anh em là đi ăn cơm về ha. Cái bộ trắng đen lai thôi chứ chị. Ơi bốn bốn. Đó hồi 7 kg luôn không? Dẹp dẹp cái đó đi con. Con bộ ở body ở bên con nó sẽ gồm là một ủ body, ủ body thì mình sẽ xài đối với da thì xài từ 5 cho tới 20 phút thì là bằng nước. Còn đối với da nhạy cảm xài 5 tới 10 phút cái này con nha. Khi mà ủ body mình thoa một lớp nước mỏng lên để cho da mình nó đủ độ ẩm, sau đó mình sẽ bôi một lớp mỏng ủ body này lên thì mình vừa bôi lên thôi, mình thoa đều là khoảng 5 phút là nó sẽ rút vô da mình liền, nó thấm hết vô da mình liền. Sản phẩm mà dễ thấm nhất là sản phẩm này. Đúng rồi. Thứ nhất là nó sẽ có cái thành phần tinh chất rất là nhiều, và thứ hai nữa là đây là một trong những sản phẩm mà nâng tông cho mình, nâng tông da và nó sẽ không bị lộ vân kem và không bị vết rít. Vậy rồi có nghĩa là khi mình thoa ủ body xong rồi chờ 5 tới 15 phút mình rửa sạch lại bằng nước, và mình sẽ thoa một lớp mỏng dưỡng body là kem dưỡng body và lotion này lên. Lotion bên con là lotion dạng lỏng nha cô quý chị ơi. Ở đây thì nó sẽ không có gây vết rít cho da nha cô quý chị, nó sẽ thấm đều dành da của mình, nó thấm đều liền ngay lập tức cho da của mình, nó rất là lỏng, nó sẽ lỏng hơn cả Vaseline luôn. Nó là dạng lotion đó nha. Lotion thì lỏng hơn lotion nữa, nó sẽ giờ là dạng sữa dưỡng. Rất là mau thấm nha. Rồi, một bộ này bên con á, nếu mà mình mua lẻ là 250 một món, nhưng mà mình mua một cặp bên con thì sẽ giảm giá cho mình xuống còn 400, và tất nhiên là mình mua một cặp mình sẽ được một cặp tương tự như vậy luôn. Dạ đúng rồi, chỉ có một cặp thôi. Một hũ mình mua một hộp kem nám mình sẽ được tặng kèm một kem nám nha. Đúng rồi, mua một body sẽ được tặng kèm một body nha. Thì mình nên mua một cặp như vậy nó sẽ có lợi hơn, tại vì nó sẽ giảm giá cho mình 100 nè. Vô chờ giảm giá của chống nắng đầu sẽ được không? Đúng vậy chị. 300 mấy được giảm còn 200 mấy được. Và đi tặng tất cả những sản phẩm này, cái thành phần của nó và tinh chất của nó là không có độ kích ứng nha, là bầu xài được luôn, nhưng mà trẻ cỡ 12, 13 tuổi là dùng được luôn nha. Nó rất là lành tính nha cả nhà. Dạ rồi, sản phẩm này không con thì sản phẩm này mình con bán được. Dạ đúng rồi, chị Hằng đúng rồi nha. Đối với cái ủ body này bên con nói lại nghe là nó sẽ không có chất tẩy. Có nha cô Trang. Ủ body này không có chất tẩy trắng, không bào mỏ da, không gây bào lông nha. Có nha. Rồi, sữa dưỡng thì thấm sâu và thấm nhanh vào da nha, cho nên mình xài cái này mình không có sợ là nó giống như những cái dòng kem. Dạ đúng rồi, cô vô giỏ hàng tham khảo giùm con nha, cô xin bỏ. Rồi, không có dây ra quần áo gì cho mình nha cô chú anh chị ơi, mình mua hàng thẳng vào giỏ hàng em gì nhờ. Không phải đăng kiểm. Rồi, bên con đang ghim lên trên đó nha cô chú anh chị ơi. Ví dụ như mình muốn mua thì nắng vào giá hàng thanh toán một cân nha, mua một cân nha. Dạ, có một đốm nâu trên mặt thì mình xài kem hỗ trợ nám, thì mình có bị nám không chị? Dạ rồi, mình mua một mình sẽ được một, mua hai mình sẽ được hai nha cô chú anh chị ơi. Mua một mình sẽ được một bộ tương tự, nhưng mà giá của mình chia trả là chỉ có một bộ thôi, là mua một được hai đó, được hai. Hồi trước là mình mua là mình sẽ được tặng quà, những cái quà cả nhà ơi, có cái giỏ hàng mình bấm vô giùm con nha, bấm vô tham khảo, bấm vô mua giùm con cả nhà nha. Đợt này là bên con khai trương nên chi đăng mạnh cho mình luôn nha, mua một cặp là sẽ được tặng một cặp tương tự luôn. Rồi mình xuống giá mình lên một chút, mua trên giỏ hàng thì mua cũng có mua đó nha, thêm một cái một số món lại chị không có đọc được. không được Dạ rồi, ok, mình con sẽ lên cho cả nhà thêm một cái combo y chang, nhưng mà thêm một dòng chống nắng tuyết body. Rồi à, quên nữa con nói riêng những cái dòng chống nắng này cho mình nha, tại vì có nhiều cô chú anh chị hỏi bên con á là hiện tại là chống nắng này cho nên là có nhiều người cho nên là bên con đã thiết kế lại cho mình là để cái dòng chống nắng này có thể sử dụng được. Anh có cái nào đi không? Có, đúng rồi. Mua thôi, con chạy lại. Chạy mua ớt thôi cho chị. Chạy hứng. Đó, nó lủng. Vừa đồng hồ thôi. Nếu mà mình sử dụng cây nha, thì mình sẽ mua lòng. Có thể sử dụng mình sẽ mua lòng bằng tay thôi. Đó, mình sẽ mua lòng bằng tay thôi. Thì nó sẽ làm cái lớp trên lưng nó thấm nha. Cái này là không đấu nha. Cái này là không có tịch trực tiếp vào mặt, mà mình sẽ vào tay, vào mặt lên mặt nha cô chú chị ơi. Rồi, dòng này là bên con đã thiết kế lại rồi, là có thể sử dụng cho mặt và cả body luôn.
cho nên nếu mà muốn sử dụng nhanh thì mình mua chai này cũng được, nhưng chai này sẽ không có năng tâm như kem chống nắng mà con bán nha. Yeah. Rồi chai này nếu bán lẻ bên con là 158, mua hai chai combo hai chai bên con nó sẽ giảm giá cho mình là 302 triệu thôi, và có thể cho mình là hai chai như vậy mình mua hai thì được. Lấy cái combo luôn nha, cái combo full body luôn. Rồi, combo full body bên con á là sẽ bao gồm một chai này, chai này là những cái giọt nào thiết kế này. Chú anh chị, hiện tại thì ở phía trước đường của shop chị Hồng Loan là đang có mấy anh là bên làm shop sân khấu ha. Hiện tại là đang dầm mưa luôn cô chú anh chị. Dầm mưa luôn cô chú anh chị nha. Mưa làm luôn ha. Bữa giờ là nắng quá trời luôn, nay là có những cái cơn mưa rồi. Ngày hôm qua là ở trên mộ chốn là cũng có mưa buổi chiều rồi đó. Thì hiện tại là đang rất là mát đó, cũng như là cái tín hiệu vui cho những cái bà con ở miền Tây mà đang bị cái hạn mặn ha. Và bà con có nước xài khi mà trời mưa như vậy thì hứng nước là có nước để xài cô chú anh chị đó. Hiện tại là trời mưa đó, đây là một tín hiệu vui và những ngày là cái đêm hồng phát của chuyện đây luôn đề cả hết còn mưa nãy rồi bà con chị lấy lo đồ để ở phía trong nè để không bị ướt mà có trên chạy thì ở phía bên trong là chị Hồng Loan là đang livestream cô chú anh chị bán hàng ha, trực tiếp live cho bà con vào ủng hộ. Bữa nay là cái ngày khai trương của chị ha, thì mong bà con cô bác nhớ đăng ký kênh cũng như là like để ủng hộ kênh của Hiền Tiên để Tiên luôn làm mới, để có những cái nhiều khi những cái mình xem hoài một chủ đề thì cũng nó hơi buồn ha, nên là thì luôn thay đổi cô chú anh chị đó, và đặc biệt là luôn ủng hộ chị Hồng Loan và anh em là luôn ở một cái chú Vũ Linh khi có sự kiện thì xin phép chú đi ha, và sau đó là quay trở về mộ tiếp tục hàng ngày ở mộ của chú. Hôm nay là mấy anh em xin phép để xuống đây để ủng hộ chị Hồng Loan với chú anh chị. Hiện tại là mưa là mấy anh là không có rác được nè. Mấy anh em là đem đi ăn cơm với chú anh chị. Đột nhiên là trời chuyển mưa quá trời luôn, sấm sét nữa. Cái mưa cây lớn là Thiên phục với mấy anh em là đục có chút xíu rồi, sau đó mình phải chạy về shop nên là mua hai cháu mua hai chồng còn mình với lại nó dạ là chạy không chị ơi, không có mặc áo mưa nữa, em mua đầu mùa nhiều khi nó cũng đậu lắm nên là mình đi không mua để tránh những cái căn bệnh ha, làm ảnh hưởng tới công việc cũng như là sức khỏe của mình. Và đây thì chị cũng xin kết thúc cái video, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có mình quay lại những cái bye. Để hiện tại luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau.